皆さんこんにちは。葵ベトナムの本間です。葵ベトナムのグンです。それでは第4課の文法を始めましょう。 Hôm nay mình sẽ đi tiếp vào ngữ pháp bài số 4 trong giáo trình 50 bài Minano Nihongo. Thì ngữ pháp bài số 4 ngày hôm nay con sẽ tóm lược có những nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu về cách đếm giờ phút. Thứ hai là cách nói giờ phút tại một thời điểm và địa điểm. Thứ ba là cách đặt câu hỏi về giờ phút. Thứ tư là cách nói hỏi thứ trong tuần. Thứ năm là sử dụng trợ từ tố. Thứ sáu là mình sẽ đi vào động từ dạng VMAS. Thứ bảy là cách nói hành động xảy ra vào một thời điểm bằng trợ từ ní. Và thứ tám là cách nói khoảng thời gian, khoảng cách từ lúc nào đến lúc nào, từ đâu đến đâu. Và một pháp cuối cùng là cách nói hỏi số điện thoại. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào học về cách đếm giờ. Thì cách đếm giờ mấy bạn áp dụng theo công thức, mấy bạn lấy số đếm cộng với lại z. Z là giờ ha. Thì ví dụ như 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ chúng ta sẽ nói tiếng Nhật là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ngoài ra trong cách đếm này thì vẫn có một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như 0 giờ 0 giờ, hoặc là 4 giờ 4 giờ, 7 giờ 7 giờ, và 9 giờ 9 giờ. Trong cách đếm giờ này thì chúng ta có những lưu ý về trạng từ chỉ thời gian. Thì trạng từ đầu tiên là gozen, sử dụng trước 12 giờ trưa, dùng cho buổi sáng. Và trạng từ là gogo, sử dụng sau 12 giờ trưa, dùng cho buổi chiều. Ví dụ như khi ta nói gozen hachiji thì có nghĩa là 8 giờ sáng. Hoặc khi chúng ta nói gogo hachiji thì có nghĩa là 8 giờ tối. Và chúng ta nghe đọc tiếng Nhật nha. 午前8時午後8時午後8時. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cách đếm phút. Thì các bạn áp dụng theo mẫu công thức, các bạn lấy số đếm cộng với lại phân hoặc là bin. Thì ở đây cô ví dụ như 2 phút thì chúng ta nói là 2 phút, hoặc là 5 phút thì nói là 5 phút. Xong trong đây có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như 1 phút thì chúng ta sẽ không nói là y chi phân, mà chúng ta sẽ nói là 1 phút, hoặc là 3 phút thì là 3 phút, 4 phút 4 phút, 6 phút 6 phút, 8 phút 8 phút, 10 phút 10 phút. Rồi vậy là trong từ 1 đến 10 phút thì chúng ta có là 1, 3, 4, 6, 8, 10 là dùng cho đặc biệt. Còn lại là 2, 5, 7, 9 thì chúng ta dùng bình thường nha. Trong phần đếm phút này thì các bạn cũng có những cái lưu ý nho nhỏ. Ví dụ như đếm 30 phút thì chúng ta sẽ nói là 30 phút. Nhưng ngoài ra, ngoài cách nói 30 phút thì chúng ta còn có cách nói khác, có nghĩa là rưỡi cũng đồng nghĩa là 30 phút, nhưng chúng ta nói là hằng. Ví dụ như ở đây cô lấy ví dụ là 9:30 với lại là 9:30, thì hai cái phần này đều giống nhau nha, nhưng chúng ta có hai cách nói. 9:30. 9:30. 9:30. 9:30. Sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cách nói giờ phút. Thì ở đây mấy bạn khi muốn nói bây giờ
là mấy giờ, mấy phút thì bạn sẽ áp dụng theo công thức là ý mà nani nani gì nani nani phân hoặc là bưng cuối câu là des. Ví dụ như ở đây cô muốn nói bây giờ là 7:15. Ima 7:15 desu. Ima 7:15 desu. Hoặc là trong ví dụ này, khi nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ thì cô muốn nói bây giờ là 7 giờ. Nhưng mà ở đây cô muốn thêm vào là 7 giờ sáng. Trạng từ chỉ thời gian gozen mấy bạn đưa lên trước giờ ha. Thì bạn sẽ nói tiếng Nhật là 今午前7時です。今午前7時です。Sang phần tiếp theo, khi mấy bạn muốn nói ở địa điểm bây giờ là mấy giờ mấy phút thì bạn sẽ áp dụng theo mẫu công thức là địa điểm quá ý mà gì phân hoặc là bưng của câu là this. Ví dụ như khi cô muốn nói ở New York bây giờ là 9:10 thì cô sẽ nói là New York wa ima 9:10 desu. New York wa ima 9:10 desu. Sang phần số 3, chúng ta đi vào cách đặt câu hỏi giờ phút. Phần đầu tiên, các bạn muốn hỏi bây giờ là mấy giờ mấy phút thì các bạn áp dụng theo công thức ý mà nanji deska. Thì cái phần mà nanji deska nghĩa là mấy giờ, bây giờ là mấy giờ. Còn phần nan bưng cô để trong ngoặc. Thì phần này ví dụ như mình thích thì nói, còn không nói thì cũng không sao nha. Thì ở đây ví dụ như cô đặt câu hỏi bây giờ là mấy giờ vậy thì cô nói là 今何時何分ですか? 今何時何分ですか? Ở đây cô nói bây giờ là 10:30. 今10時半です. 今10時半です. Sang phần kế tiếp, các khi các bạn muốn đặt câu hỏi ở địa điểm bây giờ là mấy giờ mấy phút thì cũng giống như câu trên. Câu này nếu mà hỏi ở địa điểm thì các bạn chỉ cần thêm vào địa điểm quá ý mà nanji nanpun desuka. Bây giờ khi cô muốn hỏi ở New York bây giờ là mấy giờ vậy thì cô nói là New York wa 今何時何分ですか? New York は今何時何分ですか? Chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập Renshu. Thì ở đây nhiệm vụ các bạn nhìn tranh và sau đó đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời giữa cuộc đối thoại giữa hai bạn Karina và bạn Trinh ha. Thì ở đây các bạn để ý, bạn Trinh cô cho là ở Việt Nam và cái đồng hồ của bạn Trinh là chỉ 10 giờ. Còn bạn Karina là ở Nhật và đồng hồ của bạn Karina là chỉ 12 giờ. Nhiệm vụ các bạn là đặt câu hỏi dựa theo mẫu câu hỏi giờ phút và hỏi ở địa điểm mấy giờ mấy phút và trả lời nha. Sang phần số 4, các đoạn đi vào cách nói thứ ngày trong tuần. Thì để nói thứ ngày trong tuần, các bạn áp dụng theo mẫu công thức danh từ chỉ ngày cộng quá nani nani yobi des, có nghĩa là danh từ chỉ ngày là thứ mấy thì các bạn điền vào ha. Thì ở đây ví dụ như cô áp dụng công thức, cô nói hôm nay là thứ sáu. Kyō wa kinyōbi desu. Kyō wa kinyōbi desu. Ngày mai là thứ bảy. Ashita wa doyōbi desu. Ashita wa doyōbi desu. Hoặc khi cô muốn nói ngày kia là chủ nhật. Asatte wa nichiyōbi desu. Asatte wa nichiyōbi desu. Sang phần đặt câu hỏi thì các bạn áp dụng theo mẫu công thức là danh từ chỉ ngày cộng quá và cộng nan yōbi desu ka, có nghĩa là
Danh từ chỉ ngày là thứ mấy. Thì ở đây nan vô bì nghĩa là nghi vấn từ, hỏi thứ mấy. Ở đây cô muốn đặt câu hỏi hôm nay là thứ mấy vậy, thì cô nói là 今日は何曜日ですか? Là thứ hai. 月曜日です。月曜日です。 Chúng ta đi vào phần Renshu luyện tập cho mẫu câu này. Thì nhiệm vụ các bạn nhìn hình và cô đã có hướng dẫn là tiếng Việt. Nhiệm vụ các bạn nhìn tiếng Việt và dịch sang tiếng Nhật. Ở đây có hai bài ha. Và bài thứ hai, Renshu thứ hai là cô cho gợi ý là tiếng Nhật. Nhiệm vụ các bạn là dịch sang tiếng Việt. Sang phần thứ 5, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về trợ từ tố. Ở đây trợ từ tố chức năng là nối hai danh từ lại với nhau. Mình áp dụng theo công thức N1 tố N2, nghĩa là N1 và N2. Thì ở đây trợ từ tố chúng ta nhằm hiểu theo nghĩa và hoặc là với, cũng có thể hiểu là cùng với. Ở đây khi cô muốn nói thứ bảy và chủ nhật thì cô nói là 土曜日と日曜日。土曜日と日曜日。 Hoặc khi muốn nói bút bi và bút chì kim, ボールペンとシャープペンシル。ボールペンとシャープペンシル。 Hoặc cô có thể dùng cho danh từ chỉ người bạn Lan và bạn Linh. ランさんとリンさん。ランさんとリンさん。 Phần ví dụ ở đây khi cô muốn nói ngày nghỉ là thứ mấy và người kia trả lời là thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta nói tiếng Nhật là 休みは何曜日ですか? 休みは何曜日ですか? 土曜日と日曜日です。土曜日と日曜日です。 Tiếp theo đến phần luyện tập cho mẫu câu này. Thì ở đây cô có tổng là 4 câu tiếng Việt. Nhiệm vụ các bạn là dịch sang tiếng Nhật, ghi vào vở nha. Sang phần số 6, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu động từ dạng must. Thì chúng ta động từ ký hiệu là V, thì động từ dạng must là V must. Thì cách dùng, thứ nhất là biểu thị thái độ lịch sự với lại người nghe. Thứ hai là có hai dạng, must thì có dạng khẳng định và dạng phủ định. Thứ ba là thể hiện một hành động ở thì quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào tìm hiểu về dạng khẳng định. Thì khẳng định chúng ta có V must là khẳng định ở thì hiện tại, tương lai. Động từ khẳng định ở hiện tại diễn tả một hành động, một thói quen ở hiện tại hoặc là một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Dạng khẳng định thứ hai là khẳng định trong quá khứ là V must, là động từ khẳng định ở quá khứ diễn tả một hành động, một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Sang phần thứ hai là dạng phủ định. Thì phủ định thứ nhất, mình phủ định masen là phủ định hiện tại tương lai. Động từ phủ định ở hiện tại diễn tả một hành động, một thói quen không xảy ra ở hiện tại hoặc là một sự việc không xảy ra trong tương lai. Dạng phủ định thứ hai là V masendista, nghĩa là phủ định trong quá khứ. Động từ phủ định ở quá khứ diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ. Đây là bảng chia động từ dạng must. Thì ở đây có hai dạng là khẳng định và dạng phủ định. Thì ở đây cô sẽ chia ra làm hai thì hiện tại, tương lai và thì quá khứ. Thì ở đây cô lấy động từ làm chuẩn là benkyoshimasu, có nghĩa là động từ học. Thì ở đây trong khi chúng ta muốn nói thì khẳng định ở hiện tại, tương lai sẽ học thì tiếng Nhật là
勉強します。勉強します。 Hoặc chúng ta muốn khẳng định đã học trong quá khứ thì là 勉強しました。勉強しました。 Sang dạng thứ hai là dạng phủ định. Khi chúng ta muốn nói phủ định là không, có nghĩa là không học ở thì hiện tại, tương lai thì là 勉強しません。勉強しません。 Khi chúng ta phủ định ở quá khứ, có nghĩa là đã không học, thì chúng ta nói là 勉強しませんでした。勉強しませんでした。 Một cái lưu ý trong phần này là chúng ta phải dựa vào các trạng từ chỉ thời gian để chia đúng thì của động từ. Và đây là bảng chia trạng từ chỉ thời gian. Các bạn nhìn vào. Chúng ta áp dụng vào bảng chia động từ dạng must và bảng chia trạng từ chỉ thời gian. Thì chúng ta làm những ví dụ này ha. Ví dụ đầu tiên, khi muốn nói mỗi sáng đều học bài thì tiếng Nhật là 毎朝勉強します。毎朝勉強します。 Và khi chúng ta nói sáng mai sẽ không học bài thì là 明日の朝勉強しません。明日の朝勉強しません。 Khi chúng ta muốn nói tối qua đã học bài thì sẽ là 昨日の晩勉強しました。昨日の晩勉強しました。 Khi chúng ta nói hôm kia đã không học bài 一昨日勉強しませんでした。一昨日勉強しませんでした。 Tương tự như vậy, khi mấy bạn muốn đặt câu hỏi thì chỉ cần thêm cá vào cuối đuôi. Ví dụ nói mỗi tối đều học bài phải không? 毎晩勉強しますか? 毎晩勉強しますか? Sang phần luyện tập cho mẫu câu này thì các bạn có hai bài tập. Nhiệm vụ là nhìn vào hình và sau đó cô đã có gợi ý tiếng Việt. Các bạn nhìn vào và dịch sang tiếng Nhật giúp cô nha. Có hai bài nha. Sang phần số 7, chúng ta đi vào tìm hiểu cách nói, hành động xảy ra vào một thời điểm. Thì ở đây khi mà bạn muốn nói hành động xảy ra vào thời điểm nào thì các bạn áp dụng theo công thức N. Ở đây là danh từ chỉ thời gian. Các bạn cộng với lại trợ từ ní và cộng với lại VMAS. Thì VMAS đây là một cái hành động ha. Hành động làm việc. Có nghĩa là làm VMAS vào lúc danh từ chỉ thời gian. Thì ở đây cách dùng trợ từ ní. Thứ nhất là trợ từ biểu thị thời gian xảy ra hành động. Khi chúng ta dịch sang tiếng Việt thì chúng ta sẽ dịch là lúc. Thứ hai là chỉ dùng sau các danh từ chỉ thời gian có số. Thì trợ từ ní chỉ dùng vào những danh từ chỉ thời gian có số thôi nha các bạn. Phần lưu ý trong trợ từ ní này, ở đây cô chia ra 3 trường hợp cho các bạn. Trường hợp thứ nhất là trường hợp bắt buộc sử dụng ní. Thì sử dụng ní vào các danh từ chỉ thời gian có số. Thì danh từ chỉ thời gian có số chúng ta học trong bài này là danh từ chỉ thời gian về giờ, phút. Ví dụ như là 2時に30分に. Có nghĩa là 2 giờ hoặc là 30 phút. Và trường hợp thứ hai là sử dụng cho ngày, tháng, năm như là 8日に 4月に 2020年に. Nghĩa là ngày 8 hoặc là tháng 4 là năm 2020 ha. Sang trường hợp thứ hai là trường hợp không bắt buộc sử dụng ní. Thì trường hợp này là không bắt buộc, có nghĩa là các bạn sử dụng cũng được, gắn ní vào cũng được, mà không gắn ní vào cũng không sao ha. Thì trường hợp không bắt buộc sử dụng đó là các thứ trong tuần. Ví dụ như là
月曜日火曜日 Ở đây cô lấy câu ví dụ Chủ nhật tôi thường không học bài Thì là 日曜日勉強しません日曜日に勉強しません Đây, trường hợp này các bạn gắn lý vào cũng được mà không gắn vào cũng không sao nha các bạn. Sang trường hợp thứ ba là trường hợp không sử dụng lý. Thì ở đây thứ nhất là đối với những danh từ chỉ ngày như là 今今日昨日明日などです。Thứ hai là đối với lại các buổi trong ngày như là 今朝、昼、今晩などです。Thứ ba là các danh từ có tiền tố như là 毎、先、今、来、毎月、先月、今月、来月。Sang phần ví dụ cho mẫu câu này thì khi cô muốn nói hàng sáng tôi dậy lúc 7 giờ thì ở đây 7 giờ là một thời gian chỉ danh từ chỉ thời gian có số thì chúng ta gắn lý vào và nói tiếng Nhật là 私は毎朝7時に起きます。私は毎朝7時に起きます。Hoặc là sang phần ví dụ thứ hai khi cô muốn nói hôm qua tôi đã ngủ lúc 10 giờ thì tiếng Nhật là 昨日10時に寝ました昨日10時に寝ました Sang phần câu hỏi khi chúng ta muốn hỏi làm động từ VMAS vào lúc mấy giờ thì chúng ta áp dụng theo mẫu công thức Đầu tiên là chủ ngữ cộng với lại quá. Trong trường hợp này các bạn nói cũng được, không nói không sao nên là cô để trong ngoặc. Tiếp theo là danh từ chỉ thời gian cộng với lại nan ji ni vemas ka có nghĩa là làm vemas vào lúc mấy giờ. Thì khi trả lời chúng ta chỉ cần gắn giờ và cộng ni và cộng động từ vemas. Sang phần ví dụ cho mẫu câu này khi cô muốn nói ngày nghỉ bạn thức dậy lúc mấy giờ và trả lời là thức dậy lúc 8 giờ thì chúng ta nói tiếng Nhật là 休みの日は何時に起きますか休みの日は何時に起きますか8時に起きます8時に起きます Tiếp theo sang phần ví dụ cô muốn nói tiếp là kiểm tra thì kết thúc lúc mấy giờ vậy? Ở đây cô nói là kết thúc lúc 9 giờ 30 thì tiếng Nhật là 試験は何時に終わりますか? 試験は何時に終わりますか? 9時半に終わります9時半に終わります。Tiếp theo tới phần luyện tập lên siêu cho mẫu câu này thì ở đây cô có tổng là 6 câu tiếng Việt. Nhiệm vụ các bạn áp dụng theo công thức và sau đó dịch sang tiếng Việt giúp cô nha. Sang phần số 8, trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách nói khoảng thời gian hoặc là khoảng cách từ lúc nào đến lúc nào. Từ đâu đến đâu thì chúng ta có mẫu công thức là kara made ý nghĩa là từ đến thì ở đây trợ từ kara biểu thị điểm bắt đầu của thời gian hoặc nơi chốn còn trợ từ made là biểu thị điểm kết thúc của thời gian hoặc là nơi chốn phần ví dụ khi cô muốn nói từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi 8 giờ半から9時半まで
8時半から9時半まで. Hoặc là khi nói từ thứ hai đến thứ sáu. 月曜日から金曜日まで. 月曜日から金曜日まで. Hoặc là nói từ nhà đến trường. 家から学校まで. 家から学校まで. Hoặc là thêm một cái ví dụ nữa khi chúng ta muốn nói từ trường đến thư viện. 学校から図書館まで. 学校から図書館まで. Phần trợ từ kara made này thì sẽ chia làm hai mục nhỏ, trợ từ kara made ở câu danh từ và trợ từ kara made ở câu động từ. Thì trước hết chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu kara made ở câu danh từ. Thì chúng ta áp dụng theo công thức là danh từ chỉ thời gian quá và kara made cuối câu là this. Ví dụ như khi cô muốn nói giờ nghỉ trưa là từ 12 giờ đến 1 giờ thì tiếng Nhật là 昼休みは12時から1時までです。昼休みは12時から1時までです。 Câu ví dụ thứ hai khi cô muốn nói công ty AOI Việt Nam mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. AOI Vietnam は午前8時から午後5時までです。AOI Vietnam は午前8時から午後5時までです。Thì trong mẫu câu này không có động từ mở cửa, nhưng mà ở đây khi chúng ta nói từ buổi sáng từ 8 giờ buổi chiều đến buổi chiều 5 giờ, 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ ngầm hiểu là mở cửa nha bạn, hoặc là làm việc ha. Thêm một câu ví dụ nữa trong mẫu câu này, khi chúng ta hỏi giờ nghỉ trưa là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy, và câu trả lời nghỉ trưa là từ 12 giờ đến 1 giờ thì chúng ta nói là 昼休みは12時から1時までですか? 昼休みは12時から1時までですか? 昼休みは12時から1時までです。 昼休みは12時から1時までです。 Phần rên siêu luyện tập cho mẫu câu này thì ở đây cô cho các bạn là 4 câu tiếng Nhật, nhiệm vụ các bạn là nghe và sau đó dịch sang câu tiếng Việt nha. 1番 会社の休みは何曜日ですか? 会社の休みは何曜日ですか? 2番 会社の休みは土曜日と日曜日です。会社の休みは土曜日と日曜日です。 3番桜大学の昼休みは何時から 何時までですか? 桜大学の昼休みは何時から何時までですか? 4番桜大学の昼休みは12時から12時45分までです。 桜大学の昼休みは12時から12時45分までです. Sau phần thứ hai của trợ từ kara made, chúng ta đi tìm hiểu về câu động từ.
Thì đối với lại câu danh từ, chúng ta đem danh từ chỉ thời gian quá cộng với lại kara made của câu là des. Thì đối với lại câu động từ thì chúng ta đưa chủ ngữ, chủ thể cộng quá. Tiếp theo là danh từ chỉ thời gian kara made và của câu là vemas. Động từ ở đây khi cô muốn nói áp dụng theo công thức mỗi ngày tôi học từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì áp dụng theo công thức cô sẽ nói là 毎日午前8時半から午後4時45分まで勉強します。毎日午前8時半から午後4時45分まで勉強します。Phần luyện tập cho mẫu câu này thì cô có 4 câu tiếng Việt và nhiệm vụ các bạn là ghi và dịch sang tiếng Nhật nha. Trong mẫu câu kara made thì ở đây có một cái chú ý nho nhỏ, đó là kara và made thì không nhất thiết là phải sử dụng cùng nhau, không nhất thiết là phải đi cùng nhau trong một câu. Ví dụ như ở đây cô muốn nói học từ 8 giờ rưỡi thì nói là 8時半から勉強します。8時半から勉強します。À, khi cô muốn nói câu học đến 5 giờ rưỡi 5時半まで勉強します。5時半まで勉強します。Phần luyện tập Ren Siêu cho mẫu câu này thì cô có 4 câu tiếng Nhật, nhiệm vụ các bạn là nghe và sau đó dịch sang tiếng Việt nha. 1番 試験は何時からですか？試験は何時からですか？2番9時からです。9時からです。3番試験は何時までですか？試験は何時までですか？4番12時までです。12時までです。Sang phần cuối cùng trong mẫu ngữ pháp bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách nói và hỏi số điện thoại. Thì ở đây khi chúng ta muốn hỏi số điện thoại của người, cơ quan hoặc công ty ai đó thì chúng ta áp dụng theo công thức danh từ. Danh từ ở đây là chỉ người, cơ quan hoặc là công ty, cộng với lại no, đen qua băng gồ, cộng trợ từ quá và nghi vấn từ nan băng của câu là diska. Thì nan băng là nghi vấn từ hỏi số mấy. Thì khi chúng ta trả lời thì chúng ta chỉ cần nói số điện thoại của người, cơ quan, công ty là danh từ người, cơ quan, công ty no, đen qua băng gồ quá và ghi số điện thoại vào cuối câu là des. Ở phần ví dụ này thì cô đặt câu hỏi là số điện thoại của công ty Aoi Việt Nam là số mấy? Aoi Vietnam の電話番号は何番ですか？青いベトナムの電話番号は何番ですか ?02873 の099の098です。02873の099の098です。Ở đây khi mình nói tiếng Việt chỉ cần đọc là 02873, 099, 098. Nhưng khi trong tiếng Nhật thì khoảng cách giữa ba số, giữa các số là biểu thị bằng dấu gạch ngang và chúng ta sẽ đọc là no.
Phần nói và hỏi số điện thoại này thì cô có hai bài để các bạn rên siêu luyện tập. Thì nhiệm vụ các bạn nhìn vào, cô đã cho gợi ý tiếng Việt, các bạn chỉ cần dịch sang tiếng Nhật, gồm có hai bài nha. Thì từ nãy giờ là chúng ta đã đi vào tìm hiểu hết tất cả các mẫu ngữ pháp trong bài 4. Thì bây giờ cô sẽ tóm lại một lần nữa cho các bạn nha. Mẫu đầu tiên đó là giới thiệu cách đếm giờ phút. Thì ví dụ như khi chúng ta nói 2 giờ 3 phút thì sẽ là Niji Sampun. Và thứ hai là cách nói giờ phút tại một thời điểm và một địa điểm. Thì chúng ta nói bây giờ là 9 giờ thì là Ima wa kuji desu. Rồi tiếp theo là về cách đặt câu hỏi giờ phút. Thì là mình có nghi vấn từ nanji để hỏi mấy giờ ha. Thì là ima nanji desu ka. Sắp thứ tư là cách nói hỏi thứ trong tuần. Ví dụ như nói hôm nay là thứ ba thì là kyō wa kayōbi desu. Rồi sang phần thứ năm là trợ từ tố, là để nối hai danh từ với nhau. Khi chúng ta nói thứ bảy và chủ nhật thì sẽ là Doyobi to Nichiyobi. Giáo phần thứ 6 là tìm hiểu về động từ dạng vemasu. Ví dụ như nói ngày mai thì tôi sẽ học thì là Ashita benkyou shimasu. Giáo phần số 7, cách nói hành động xảy ra vào một thời điểm bằng trợ từ ni. Thì ni ở đây chúng ta ngầm hiểu sang về tiếng Việt, chúng ta sẽ dịch là lúc ha. Thì ví dụ như nói mai asa rokuji ni okimasu, nghĩa là mỗi sáng đều thức dậy lúc 6 giờ. Sang phần số 8, chúng ta học về cách nói khoảng thời gian, khoảng cách từ lúc nào đến lúc nào, hoặc là từ đâu đến đâu. Chúng ta sử dụng trợ từ kara made. Kara là trợ từ biểu thị điểm thời gian bắt đầu, cùng made là trợ từ biểu thị điểm thời gian kết thúc. Ở đây cô ví dụ kuji kara yoji made, nghĩa là từ 9 giờ đến 4 giờ. Sau phần cuối cùng là học về cách hỏi và nói số điện thoại. Ví dụ như ở đây cô nói lansan no denwa bango wa nan bang desu ka, nghĩa là số điện thoại của bạn Lan là số mấy. Thì ở đây nan bang là nghi vấn từ để hỏi số điện thoại nha, là số mấy. Phần cuối cùng là phần Shukudai, bài tập về nhà. Thì ở đây cũng như thường lệ là chúng ta sẽ có hai dạng bài tập. Thứ nhất là dịch sang từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, và thứ hai là dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Thì nhiệm vụ các bạn là về nhà làm đầy đủ bài tập cho cô nha. Ngữ pháp bài 4 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Sayonara.